Xin chào các bác. Nay bên cửa hàng nhà em sẽ lên sóng giới thiệu cho các bác tham khảo một cấu hình loa phun đơn 40 JBL 715 các bác nhé. Cấu hình này cho các bác chơi sân vườn này, karaoke, gia đình không gian rộng. Đấy mà các bác sử dụng cái cấu hình này là một cấu hình mới nhất bên cửa hàng nhà em lên sóng cho các bác tham khảo. Các bác chơi cấu hình này em cam kết cho các bác là hay luôn các bác nhé. Và chất lượng luôn. Đấy, một cái model em lên cái combo này cho các bác dựng lên thùng như này cho các bác xem. Combo này đánh giá rất là chất lượng và cao cấp các bác nhé. Trong tầm tiền cho các bác chơi mà rất hay luôn các bác ạ. Đấy, thôi để không phải để nói dài dòng, em đi vào giới thiệu đi. Về cái form thùng thì em ráp cho các bác ở đây là cái form thùng 715 các bác nhé. Đấy, JBL 715, cái thùng này thì em giới thiệu rất là nhiều rồi. Thùng này thì bên cửa hàng em là làm hẳn cái thùng chất lượng, có ke nóc này các bác này. Đấy, của nó là sơn sần chống nước các bác nhé. Đấy, tay sách này, tay sách ở hai bên nhá. Đấy, tí nữa em sẽ cắm lại dây thì em test, em đang rút cái dây ra nha các bác nhá. Đây, con này thì bên trong có vải chống bụi các bác nhá, lưới vải chống bụi này. Ok chưa các bác? Về phần cái thùng này của nó thì đây, để cắm cọc loa phần dưới đáy này, hai thanh thông hình tam giác ở hai bên này. Thùng này của nhà em là thùng chôn gen lục giác nhá, chôn gen lục giác các bác nhớ cho em là như vậy. Đấy. Về phần bây giờ đi vào giới thiệu củ bát và củ chép cho các bác xem. Và gọi là cấu hình rất vip luôn, em nhìn thấy củ bát, các bác nhìn củ bát này. Củ bát em sử dụng cho các bác ở đây, củ bát là củ bát của BW nhá, hàng chính hãng của BW. Đây. BW Audio này, con này có model là W1590. Con bát này từ 190 côn 76 các nhất. Thì các bác dùng cấu hình các bác phải có cục đẩy 800W một kênh các bác mới chơi được. Đấy, rất chất mặt tê này các bác nhỉ. Ok chưa các bác? Con bát BW này hàng chính hãng các bác nhá. Đây. Từ 190 này các bác nhỉ, từ rất dày này, kẹp lỗ bích thép màu trắng. Chính hãng có khác này. Ok chưa các bác? Côn 76 nhện vàng, dây điện bọc từ ngoài vào trong. Con bát này mặt trên của nó đây các bác nhá. Mặt trên của nó đây này các bác này. Gân vải hai gân, màng xếp đi lượn sóng đây. Nón đen các bác nhá, đấy màng đen. Con bát này tiếng rất hay này, các bác karaoke chơi sân vườn nào, các thứ các bác dùng củ này đi đám cưới thì rất là hay này các bác nhá. Bên trong nó toàn bộ bóng mút trứng này, phân tần ở trong em sử dụng phân tần F1518, hai bóng đèn chống cháy, chứ phân tần này em ráp loa mấy năm này khách nhận xét là rất hay và bền này. Tiết diện dây lớn tải rất tốt các bác nhá. Ok chưa? Bên trong là lót toàn bộ bông mút trứng này, ke thùng bên em ke góc đầy đủ nhá. Chôn gen lục giác các bác nhìn thấy chưa? Về củ chép thì sử dụng củ chép 750 JBL các bác nhá. Con này củ chép là từ 170 côn 75 các bác nhá. Từ rất to, con này rất củ chép rất nặng, mà tiếng con này rất hay nhá. Em bán, em lắp ráp loa củ chép này mấy năm nay rồi. Khách nhận xét đây, có ô đỡ chép luôn các bác nhá. Chôn gen hết này. Đấy, phải giới thiệu kỹ như này cho các bác xem thì các bác mới hiểu được là bên em chỉ chú trọng đến chất lượng đấy, nó nặng quá rồi dơ. Đến chất lượng các bác nhá, làm sao loa đến tay các bác dùng nó phải hay luôn. Để các bác còn quay lại cửa hàng nhé, họng phễu đại luôn các bác nhá, 23x35. Ok chưa các bác? Đấy, nặng quá này các bác này. Đây, em úp lại củ bát lên nhá, nặng kinh khủng khiếp luôn. Bát cũng nặng và chép cũng nặng, dã man. Đấy, ok các bác nhá. Em bổ sung thêm nhá, các bác mà không thích ghép với chép này thì các bác có thể ghép với những dòng chép này. Đây, bác nào mà muốn đồng bộ thì có thể ghép với chép BWA75 này luôn. Con chép này từ 170 côn 75 nhá. Đấy, đây, các bác có thể ghép chép này. Nói chung các bác ghép chép nào bảo em là ok. Tại vì bên em có rất nhiều mẫu củ chép để lắp ghép lên, nhưng mà các cấu hình em muốn lắp ghép những cái củ này nó đều hợp, các bác có thể ghép với chép 850 neo bi này. Ok chưa các bác? Đấy, giờ xếp. Hoặc các bác ghép, có thể ghép về chép 450 NZHG 440-8, con này bản từ to nhá. Đây, hoặc bác nào mà muốn ghép thì các bác có thể ghép về chép 850 neo khối của NZ. 850 neo khối của NZ, con này cối nhôm dây dẹt nhá, rất xịn nhá, N7505. Hoặc các bác có thể ghép về chép 750 của NZHG 740-8. Con này từ 170-75. Đấy, toàn củ chép xịn luôn các bác. Ok chứ các bác? Bây giờ em cắm dây này. Cắm dây để test cho các bác nghe nhá. Các bác cùng nghe nhá, rất hay các bác. Trống sâu tiếng sáng.
quá cơ. Xuống tiền cho em với cấu hình này nhá. Hàng em giới thiệu như nào trong video thì các bác nhận hàng như thế. Bên em là hàng có như nào bên em nói như vậy, không tâng bốc sản phẩm. Cứ chất lượng mà làm thôi các bác ạ. Rồi nha, em test một đoạn nhạc ngắn thôi các bác nhá. Ở video phần 2 em sẽ ghép lên thành một bộ có cả súp, xiếc các thứ xong em karaoke cho trên đôi này. Bác nào muốn theo dõi phần 2 thì có thể ấn đăng ký kênh để theo dõi nhá. Anh em thợ mà nhập số lượng này thì giá rất rẻ, cứ liên hệ cho em nhá. Điện trực tiếp cho em để mua hàng các bác nhá. Hoặc các bác có thể chụp cấu hình này gửi qua Zalo cho em nhá để mua hàng. Thôi nha, em xin dừng video. Hẹn gặp lại các bác ở video giới thiệu sản phẩm lần sau nhá. Bên em cửa hàng nhà em thì liên tục lên những cái cấu hình ghép phối hợp rất nhiều combo mới cho các bác, để cho các bác xem. Nên các bác nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ em là được ạ. Bên em cái gì cũng có. Em xin dừng video nhé. Video này mà hay các bác nhớ ấn like và chia sẻ và ấn đăng ký kênh để theo dõi nhà em nhé. Tiếc gì cho em một lượt đăng ký kênh về cái cấu hình này các bác ơi. Cảm ơn các bác rất nhiều đã theo dõi video này.